Manchester United đón tin cực vui từ Holland và Mount. Ban huấn luyện cũng như người hâm mộ Manchester United đang đón nhận những thông tin vô cùng tích cực từ phòng y tế của đội bóng. Khi bộ đôi ngôi sao Rasmus Højlund và Mason Mount đều trở lại tập luyện. Højlund và Mason Mount đều đã tập luyện trở lại. Tiền đạo Højlund bị chấn thương gân kheo trong giai đoạn tiền mùa giải và vẫn chưa thể thi đấu ở mùa giải 2024-25, trong khi tiền vệ Mount rời sân giữa hiệp trong trận thua của Man United trước Brighton vào tháng trước do chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ đã xác nhận cặp đôi này đã trở lại tập luyện và sắp trở lại đội một. Một tuyên bố trên trang web của Man United có đoạn: "The Manchester United đã thúc đẩy gấp đôi về thể lực trong buổi tập hôm thứ Tư ngày 18 tháng 9. Cả Mason Mount và Rasmus Højlund đều tập luyện cùng nhóm tại Carrington. Các phóng viên ảnh đã chụp được cảnh cặp đôi này tập luyện chăm chỉ. Điều đó chứng minh rằng họ đã sẵn sàng trở lại thi đấu. Đây quả thực là tin vui đối với Manchester United. Đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag đã phải đối mặt với vô số những chấn thương vào mùa giải trước, bao gồm cả việc vắng mặt của Højlund và Mao trong một thời gian. Nhưng việc bộ đôi ngôi sao này trở lại khỏe mạnh giúp Quỷ Đỏ có thêm sức mạnh về chiều sâu. Khi cả hai đều có cơ hội trở thành cầu thủ thường xuyên ra sân trong thời gian tới với lịch thi đấu rất dày đặc. Hồi giữa tuần, Manchester United đã có màn hủy diệt đội bóng hạng 3, Barnsley 7-0 ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh. Đó là thắng lợi thứ hai liên tiếp của Quỷ Đỏ sau khi họ hứng chịu hai trận thua giai đoạn cuối tháng 8. Trước thời điểm diễn ra loạt trận quốc tế tháng 9, tại ngoại hạng Anh, Manchester United đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng sau hai trận thắng và hai trận thua từ đầu mùa giải. Đoàn quân huấn luyện viên Ten Hag sẽ đến sân Selhurst Park của Crystal Palace chưa thắng trận nào vào tối thứ Bảy, trước khi bắt đầu chiến dịch Europa League vào thứ Tư tuần tới với Twente. Vẫn chưa biết chính xác khi nào Mao và Højlund sẽ trở lại đội hình chính, nhưng rõ ràng việc họ trở lại là thông tin rất đáng mừng cho phòng thay đồ của Quỷ Đỏ.